Tinh thần biến phần 6 tập 24, Tiên Ma yêu giới thiên hoàn. Hắc sắc hỏa hỏa cầu đường kính cả ngàn thước cứ như vậy hạ thấp, phủ xuống đỉnh đầu ba người tần vũ, dường như phủ kín cả thiên địa, chỉ nghe thấy thanh âm không khí chấn động. Xuy suy. Hỏa cầu hắc sắc thần hỏa đường kính cả ngàn thước hoàn toàn bao phủ ba người tần vũ, đồng thời không ngừng thiêu đốt. Nếu chỉ một người độ thần kiếp, đợt thần hỏa này, thứ nhất tương đối ít, thứ hai là chỉ thiêu đốt trong chốc lát rồi tự tiêu tán. Nhưng lúc này hắc sắc thần hòa hỏa cầu đường kính cả ngàn thước này lại bùng cháy không ngừng. Luyện ngục Giờ phút này tại bên trong khu vực độ kiếp giống như luyện ngục, hắc sắc thần hòa điên cuồng thiêu đốt, nhưng mặc cho thần hòa điên cuồng thiêu đốt thế nào, bà huynh đệ tần vũ đều không bị chút tổn hao gì. Hậu phí, hắc vũ hai người đứng ở phía sau tần vũ, mà tần vũ đang khai mở song trường. Một màn kim sắc hào quang trói mắt bao trùm khu vực ba thước xung quanh tần vũ, màn hào quang có hình bán cầu bảo vệ ba người tần vũ ở bên trong, mặc cho hạc sắc hỏa diễm thiêu đốt, nhưng không cách nào xâm nhập vào bên trong màn hào quang kim sắc. Nhìn tần vũ khai mở song trường, phát xuất màn hào quang kim sắc như thế, mọi người đều cảm thấy một trận áp lực. Thật mạnh! Huyền Hy sắc mặt cũng biến đổi. Tần vũ, không ngờ tới ngươi còn mạnh hơn so với ta nghĩ. Trong lịch sử độ thần kiếp, đệ nhị trọng thần hỏa kiếp đều rất ngắn, nhưng lúc này đây đã kéo dài 20 khắc thời gian, thời gian dài như thế bị thiêu đốt trong phong cuồng đại lượng thần hòa, cho dù là thượng phẩm thần khí cũng bị hòa tan. Hô, phi thường kỳ diệu, luyện ngục hoặc sắc thần hòa bao trùm thiên địa đột nhiên biến mất vào hư vô. Đệ nhị trọng thần kiếp đã vượt qua. Gia Gia, Tam Gia Gia thật mạnh. Tần Nam đứng ở bên cạnh Tần Phong, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, trong mắt toát lên vẻ kinh hãi, thực lực như thế thật kinh người, quá kinh người. Tần Phong cũng gật đầu, trong mắt cũng hiện lên vẻ kích động. Tam đệ của mình, tiểu vũ lúc trước giờ đã trở nên quá lợi hại như thế. Trong mắt Tần gia đệ tử đều ánh lên thần sắc tự hào, đồng thời truyền âm bàn tán, nhưng một người đứng bên cạnh Tần Đức lại có sắc mặt không được tốt lắm. Tần Vũ, người so với ta nghĩ hoàn toàn cường mạnh hơn. Huyền Hy nhìn Tần Vũ, đồng tử không ngừng co rút lại. Nếu ta không ra tay, nói không chừng nguy thật sự có thể vượt qua đệ tam trọng thần kiếp. Huyền Hy khóe mắt liếc qua ba cửu cấp yếu đế. Nàng căn bản không dám sử dụng tiên thức điều tra vì lo lắng bị ốc lam, giã củ, ngào vô hư ba người phát hiện. Giờ phút này cả ba đều đang xem cuộc chiến độ kiếp, chính thức để cho nàng phải kiêng kỵ cũng chỉ có ba người này, về phần tám mười mấy gia nhân, thực lực đều kém hơn nàng, căn bản không có khả năng ngăn cản nàng. Bọn họ ở cách ta chừng trăm thước, ta đột nhiên ra tay giết chết Tần Đức, bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cản. Huyền Hy liếc mắt, một cái nhìn Tần Đức ở cách ba, bốn thước. Với ba bốn thước, Huyền Hy dùng tốc độ công kích giết chết Tần Đức, ba cửu cấp yêu đế căn bản vốn không kịp phản ứng. Phí phí, tiểu hắc, để tam trọng thần kiếp này tâm ma lợi hại phi thường, hơn nữa chúng ta ba người cùng độ kiếp ta phòng trừng tâm ma này uy lực cũng sẽ đề cao không ít linh hồn cảnh giới các đệ không cao tâm ma này ta sẽ chủ động tiêu diệt toàn bộ về phần thần lôi ta cũng tự tin có thể hoàn toàn tiêu diệt các đệ chỉ cần đứng xem thôi giờ phút này tần vũ tràn ngập tin tưởng ai thật sự là bất khuất hầu phí bất đắc dĩ nói nếu ta một mình độ thần kiếp, dám chắc có thể kiêu ngạo một phen, chỉ là uy lực thần kiếp lần này tăng thêm mười mấy, mấy lần thậm chí nhiều hơn, đệ tam trọng thần kiếp này ta cũng không dám đối đầu. Muốn cho ta, tạp mau điểu và đại ca cùng lên thần giới thì chỉ có thể để cho đại ca lấy hết danh tiếng mà thôi. Hắc vũ ở bên cạnh cũng cười cười. Tần vũ nghe được khóc cười không được. Bản thân mình ra tay chống lại đệ tam trọng thần kiếp, còn nói là để lấy danh tiếng. khẩu phí này, tần vũ cũng không biết nói gì đột nhiên. Tần Vũ cảm thấy hồi hộp, một cảm giác cực kỳ không ổn. Xảy ra sự tình gì? Tần Vũ trong nháy mắt ánh mắt hướng tới những người đến xem độ kiếp, đồng thời thần thức cũng hoàn toàn bao trùm, sắc mặt đại biến, chống ngực đập thình thịch khi thấy tràng cảnh xuất hiện trước mắt. Huyền Hy Đơn thủ hóa thành trào, trực tiếp đánh tới ngực Tần Đức, Tần Đức trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Với thực lực Tần Đức, căn bản vốn không kịp phản ứng mà Tần Phong, Phong Ngọc Tử bọn họ thậm chí còn không chú ý tới cảnh này. Tần Thị nhất tộc đệ tử môn hạ cũng đồng dạng không chú ý tới. Mọi sự chú ý của bọn họ đều tập trung vào Tần Vũ độ kiếp. Trong số ốc lam, giá củ, ngào vô hư ba người, chỉ có ốc lam tựa hồ cảnh giác hướng huyền hy nhìn lại. Trong mắt cũng chỉ có một tia hoảng sợ, hắn cũng không kịp ngăn cản. Phụ vương Sắc mặt Tần Vũ trong nháy mắt trở nên trắng bệch huyền hy cùng tần đức ở trong khoảng cách quá gần trong nháy mắt ra tay cho dù tốc độ hơn nàng gấp bội cũng không kịp ngăn cản hà hà tần đức người chết đi muốn trách thì trách nhi tử của ngươi ngươi cũng không cần lo lắng nhi tử ngươi cũng sẽ đi theo ngươi rất nhanh thôi cùng nhau hồn phi phách tán thành âm lạnh khóc của huyền hy vang lên trong đầu tần đức đồng thời tay phải thành trào đã đâm vào ngực tần đức giờ khắc này trong lòng huyền hy vô cùng kích động nàng thậm chí nhớ lại cảnh lúc trước ốc la một quyền giết chết vũ hoàng nhưng chủ nhân có lệnh bất luận kẻ nào cũng không được làm tổn thương thân nhân người một thanh âm thuần hậu thân thiết vang lên một lão giả từ bi xuất hiện bên cạnh tần đức nằm lấy tay phải huyền hy đồng thời dùng thân thể chắn trước tần đức mặc cho huyền hy dùng sức như thế nào tay phải nàng cũng vô pháp đâm vào ngực tần đức không không có khả năng ngươi ngươi nhìn lão già trước mắt, Huyền Hy sắc mặt tái nhợt như bạch chỉ, nàng căn bản không thể tin được trong chớp mắt có người có thể phản ứng kịp, hơn nữa có thể trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tần Đức. Đối mặt với lão già trước mắt, Huyền Hy cảm thấy một áp lực to lớn, lão già trước mắt phát xuất ra khí tức kinh khủng. Đó là khí tức thiên thần chi lực. Tần Vũ thấy tình cảnh này mới thở vào một hơi, trong lòng thoải mái. Phục bá, cảm ơn ngươi. Tần Vũ nhớ lại năm đó cùng Phúc Bá trở về, vừa mới sở hữu mê thần điện, Tần Vũ cùng Phúc Bá trở lại ngụ đức tinh trong xí dương tinh hệ, hai người đã trải qua một phen trao đổi. Phúc Bá, ta hoài nghi huyền đế có âm mưu, ta hy vọng người có thể bảo vệ thân nhân của ta, người có nắm chắc không? Tần Vũ hướng về Phúc Bá hỏi. Phúc Bá gật đầu nói. Chủ nhân, ta chính là quản gia của lão chủ nhân tượng thần Sa Hầu Viên, vô luận tốc độ hay là mức độ cứng rắn của thân thể đều tiếp cận thượng bộ thiên thần cho dù không cách nào cảm ngộ được tự nhiên, thực lực của ta cũng bằng với hạ bộ thiên thần, bảo vệ thân nhân chủ nhân là hoàn toàn chắc chắn. Phục bá, người không phải không có linh hồn sao, không cách nào sử dụng thần thức quan sát động tác đối phương, làm sao có thể giao thủ cùng người khác. Tần Vũ hỏi. Phục bá tự tin nói. Chủ nhân, trên thân khôi lỗi ta có không ít trận pháp cấm chế, trong đó có diễn tức trận, trong phạm vi của diễn tức trận, mọi một động tĩnh ta đều có thể phát hiện hơn nữa với tốc độ của ta, cho dù khoảng cách ngàn dặm cũng một thoáng là có mặt như thuấn gì vậy. Trên mình có một diện tức trận, phúc bá đối với cận thân chiến đấu thì hơn hẳn một thiên thần bình thường, đối với thiên thần cao thủ, chỉ có dựa vào khống chế không gian mới có thể đánh bại phúc bá. Nhưng thân thể phúc bá quá mạnh mẽ, lực lượng cũng quá mạnh, tốc độ thì quá nhanh ngay cả khi ở trong không gian trói buộc hạ bộ thiên thần gặp phải phúc bá chỉ có thể dùng không gian trói buộc sau đó chạy giữ mạng, chỉ có trung bộ thiên thần mới có thể đánh bại phúc bá. Phúc bá, từ hôm nay đến ngày ta phi thăng, sự an toàn của phụ vương, đại ca bọn họ giao cho người. Tần Vũ trịnh trọng nói. Vâng, chủ nhân, ta nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm thương tổn thân nhân của chủ nhân. Phục bá cung kính nói theo dõi cuộc chiến chỉ có một đám người ở trong không gian vài trăm thước mà thôi, diễn tức trận hoàn toàn bao trùm, nhất cử nhất động của bất kỳ kẻ nào Phúc Bá đều nắm rõ. Khi Huyền Hy vừa mới vung trào đã bị Phúc Bá phát hiện. Tốc độ của Phúc Bá so với Tần Vũ còn nhanh hơn gấp trăm, gấp ngàn lần, việc ngăn cản Huyền Hy quả thực rất dễ dàng. Bồng Phúc Bá nằm lấy tay phải của Huyền Hy, sau đó tùy ý đánh một trường vào đan điền Huyền Hy, chỉ nghe thấy một tiếng trầm thấp chấn động thân thể huyền hy trong nháy mắt đã hóa thành tây phấn. Phốc, thật là lợi hại, khi hắn nắm được ta, ta liền lập tức nguyên anh ly thể, không thể ngờ được cho dù nguyên anh ly thể, chỉ với dư âm một trường đã khiến cho nguyên anh ta trọng thương. Huyền hy khiếp sợ. Nguyên anh huyền hy ở bên ngoài cơ thể bằng một tốc độ kinh người hướng tới khu vực độ kiếp vọt đi. Không ổn. Phục bà sắc mặt biến đổi. Huyền Hy là cửu cấp tiên đế, một khi nàng ta tiến vào khu vực độ kiếp, Kiếp vân cũng đồng thời đánh xuống huyền đế, điều này khiến cho thần kiếp của ba người biến thành thần kiếp của bốn người, vậy thì uy lực thần kiếp không biết sẽ tăng lên bao nhiêu lần. Dưới chân vừa động. Phục bá tốc độ nhanh đến mức cực điểm, tựa hồ như thuấn di hướng tới chỗ nguyên anh huyền hy, phúc bá dự định trước khi nguyên anh huyền hy tiến vào khu vực độ kiếp sẽ giết chết huyền hy này. À! Trong nháy mắt nguyên anh huyền hy phát ra quang hoa trói mắt, trói mắt như mặt trời tốc độ tăng thêm mấy chục lần tránh khỏi một trào của Phúc Bá. Phúc Bá liền tiếp tục đuổi tới, chuẩn bị tiến vào khu vực độ kiếp để giết Huyền Hy. Phúc Bá, không được tiến đến, một khi người tiến vào bên trong khu vực thần kiếp, người thần giới có thể phát hiện. Thành âm Tần Vũ vang lên trong đầu Phúc Bá. Thân hình Phúc Bá lập tức dừng lại. Tần Vũ có thể không rõ ràng đối với người thần giới quan sát tình huống độ kiếp, nhưng Phúc Bá đã nghe qua hắn biết người của thần giới có thể thấy toàn cảnh bên trong khu vực độ kiếp đích. Một khi bị thần giới phát hiện có khôi lỗi xuất hiện tại khu vực độ kiếp, vậy thì hậu quả, Phúc Bá ngẫm lại cũng cảm thấy run sợ. Hồ! Nguyên Anh Huyền Hy phóng ra cự đại năng lượng, nhật thời ngưng tụ thành hình người, chính là lúc này toàn thân Huyền Hy phóng xuất đạo đạo quang mang, rất hiển nhiên nàng đã tới thời điểm cuối cùng của tánh mạng. Trong giây phút cuối cùng, Huyền Hy ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời trong khi đó mây đen quay cuồng vô tận cũng đã thẩm thấu phát xuất đại lượng huyết vân vốn dĩ huyết vân trong phương viên ngàn dặm đã lớn gấp đôi phương viên đạt tới hai ngàn dặm mà khu vực độ kiếp cũng lớn thêm ra huyền hy thấy bầu trời dị biến ánh mắt liền chuyển hướng sang tần vũ tần vũ nhìn đi kiếp vân cảm ứng được sự tồn tại của cửu cấp tiên đế ta thần kiếp của ba người đã biến thành thần kiếp của bốn người thành âm của huyền hy vang lên trong đầu tần vũ mà quang mang quanh thân thể Huyền Hy càng thêm trói mắt. Huyền Hy Tần Vũ trầm mặc. Ta cho dù tử cũng sẽ không để cho ngươi bình yên, phòng vụ ca đã chết, ta làm sao có thù mà không báo, hôm nay kế hoạch của ta thất bại chỉ vì không ngờ tới lão đầu kia. Ta thật sự không nghĩ tới tiên ma yêu giới còn có loại cao thủ này, hôm nay kế hoạch thất bại, chính là ngày ta bị báo ứng, tần vũ, ta chết đi, nhưng ngươi, cũng đi theo nhanh thôi. Trước này chưa từng có bốn người cùng độ thần kiếp, ta xem ngươi làm như thế nào để vượt qua. Sau khi dùng tiên thức truyền âm, cả thân thể huyền hy hoàn toàn biến thành một điểm sáng, năng lượng từ lấy huyền hy làm trung tâm lan tỏa ra, cuối cùng là một tiếng nổ mạnh. Thân thể huyền hy hoàn toàn biến mất trong thiên địa, ngay cả linh hồn cũng không tồn tại. Yên tĩnh Tất cả những người xem độ kiếp đều trầm mặc, tân đức, tân phong trong lòng người đều run sợ, còn phong học tử lạnh lùng nhìn liên ngữ bên cạnh. Huyền đế thật đáng hận, từ thần kiếp của ba người biến thành thần kiếp của bốn người, liệu tam gia gia chống đỡ được không? Tần Nam thấp giọng nói. Nhất định, nhất định được. Tần Phong kiên định nói. Đúng, nhất định thành công, Vũ Nhi hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ làm ta thất vọng, chỉ luôn làm ta kinh hãi mà thôi. Ánh mắt Tần Đức nhìn chằm chằm vào Tần Vũ trong khu vực độ kiếp. Tần Vũ chỉ nhìn địa điểm huyền hy bạo tạc, chấn động của vụ nổ, hắn căn bản không thèm để ý huyền hy chính là vũ hoàng bức ta cho nên hắn đã chết ngươi chỉ là người tương trợ mà thôi cựu oán với ta cũng không lớn ta vốn muốn giữ lại tánh mạng của ngươi chỉ cần ngươi không làm thương tổn tới thân nhân của ta là được nhưng ngươi ngay cả thân nhân của ta cũng muốn giết tần vũ thở dài một hơi huyền hy có cảm tình rất sâu với vũ hoàng mới có thể làm ra chuyện như vậy đại ca để tam trọng thần kiếp giáng xuống rồi thành âm hầu phí vang lên tần vũ quay đầu nhìn hầu phí hắc vũ mỉm cười yên tâm cho dù là thần kiếp của bốn người ta cũng có thể ngăn trở được tần vũ ngẩng đầu nhìn kiếp vân trên bầu trời huyết hồng sắc kiếp vân bao phủ hai ngàn dặm đạo đạo hôi sắc vũ khí thẩm thấu đến đồng thời hạc sắc điện quang phảng phất giống như một con cầu long đang dãy ruộng rõ ràng so với kim hình quân thanh đế độ kiếp uy lực thần lôi mạnh hơn, đệ tam trọng thần kiếp của kim hình quân, thần lôi mang màu xám, trong khi lúc này là màu đen. Thần lôi của bọn họ mỏng mảnh như sợi tóc, nhưng lần này lại giống như cầu long. Bên ngoài thân thể tần vũ bắt đầu lưu động đạo đạo kim sắc thủy ngân phát u quang, toàn thân cơ nhục căng lên, ngay cả không gian xung quanh thân thể đều chấn động mạnh. Tần vũ ngửa đầu, ánh mắt như điện, nhìn thẳng vào hôi vụ quay cuồng còn có cầu long như hạc sắc điện quang đang dãy giụa ở trên cao vũ khí màu xám thẩm thấu đến từ huyết vân dài 2.000 dặm, không ngừng tụ tập, càng lúc càng dày đặc, thể tích càng ngày càng nhỏ, từ gần 2.000 dặm lúc trước chỉ còn phương viên 10 dặm. Chỉ là giờ phút này, vũ khí màu xám đã cô đặc đến mức đáng sợ, ánh mắt căn bản không thể nhìn thấu. Oanh long long Sấm chớp nổ vang, trên mặt đất nơi ba huynh đệ tần vũ độ kiếp và cả tinh cầu hoang vu này đều bị chấn động, từ thần kiếp ba người tăng lên thần kiếp bốn người quy lực không biết tăng lên bao nhiêu lần, cả tinh cầu cũng không thể chịu nổi áp lực này. Chỉ thấy trong vũ khí màu xám xuất hiện một cái hang chứa đầy hạc sắc thần lôi hình thành cầu long, quay cuồng tạo thành áp lực kinh khủng, làm cho những người thuộc tần thị nhất tộc đang xem độ kiếp chấn động cả tâm thần. Vũ Nhi Tần Đức nắm chặt song quyền, các đầu ngón tay trở nên trắng bệch, thậm chí còn có vết máu tươi từ các móng tay, nhưng Tần Đức vẫn như trước không rời mắt khỏi Tần Vũ trong khu vực độ kiếp. Chầm Mặc mọi người trầm mặc. Yên tĩnh. Tất cả mọi người nín thở nhìn ba người tần vũ bên trong khu vực độ kiếp. Do từ thần kiếp ba người tăng lên thần kiếp bốn người, đệ tam trọng thần kiếp lần này so với tần vũ dự đoán mạnh hơn rất nhiều, liệu tần vũ có biện pháp chống lại không? Chủ nhân, người không dùng tàn tuyết thần thương, muốn che giấu tất cả bảo bối thì làm sao ngăn cản nổi thần kiếp bốn người? Phục bá trong lòng thầm nghĩ. Nếu tần vũ không che giấu thực lực, việc ngăn cản thần kiếp bốn người này rất dễ dàng chính là tần vũ nhớ kỹ ngân hoa mỗ mỗ lúc trước nhắc nhở hắn làm sao có thể quên thần thức tần vũ phát hiện rõ ràng tại bên trong vũ khí màu xám đậm đặc là hắc sắc thần lôi hắc sắc thần lôi hình cầu long đang ở không ngừng chớp sáng không ngừng hội tụ vốn chỉ có mấy trăm đạo thần lôi hình cầu long đang không ngừng hội tụ hội tụ thành một tân thần lôi Thời gian trôi đi, số lượng cũng không ngừng giảm bớt, mấy trăm đạo thần lôi hình cầu long sau một lúc lâu cũng biến thành bốn đạo thần lôi. Bốn đạo thần lôi này có hình dáng giống như một thanh lợi kiếm, hơn nữa bốn thanh lợi kiếm thần lôi không ngừng vạn xoắn, điện hỏa phát ra không ngừng xé rách không gian. Nguyệt lai như thế. Thần thức Tần Vũ đã thấy rõ ràng màn biến hóa này, trong lòng hiểu rõ tập hợp thành bốn đạo thần lôi cuối cùng này có lẽ là thần lôi kiếp của bốn người độ kiếp hầu phí học vũ trong lòng cảm thấy nặng nề trên bầu trời trong phương viên mười dặm nồng nặc vũ khí màu sáng tạo cho bọn hắn áp lực cực lớn đại ca chúng ta cùng nhau đồng thời kháng cự học vũ lặng thanh nói thành âm mang theo chút vội vàng đại ca huyền đế trước khi chết đã tiến vào thần kiếp đã không phải như đại ca đoán trước uy lực quá lớn bà huynh đệ chúng ta cùng nhau đồng thời kháng cự hầu phí tay phải nắm chặt hóc bổng nói Tần Vũ vẫn ngẩng đầu nhìn đoàn vũ khí màu xám trên bầu trời như trước mà không trả lời. Không sai biệt lắm, chuẩn bị phủ xuống rồi. Tần Vũ đột ngột thấp giọng. Tiểu Hắc, Phí Phí, các ngươi đứng bên cạnh ta, không được vượt quá một trượng. Tần Vũ hướng về hầu phí, Hắc Vũ mỉm cười nói. Yên tâm, thần kiếp bốn người này ta hoàn toàn tự tin. Thấy Tần Vũ như thế, hầu phí, Hắc Vũ hai người nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể nghe theo Tần Vũ. Đại ca nếu đỡ không được, không nên gắng gượng. Hắc Vũ yêu thức truyền âm nói. Tần Vũ nhìn về phía Hắc Vũ, mỉm cười gật đầu. Để tam trọng thần kiếp bắt đầu. Tần Vũ sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, chỉ thấy trên bầu trời, đoàn vũ khí màu xám bắt đầu giảm xuống, tốc độ đoàn vũ khí màu xám giảm xuống cũng không phải là rất nhanh. Khoảng 10 lần hít thở, đoàn vũ khí màu xám này đã hoàn toàn hạ xuống vị trí ba người Tần Vũ trên mặt đất kim hình linh châu, hồng mông linh bảo, hôm nay để ta cảm thụ một chút uy lực cực mạnh của ngươi. Tần Vũ song quyền nắm chặt, sau đó song trường đột nhiên mở ra, lãng thanh cười lớn. Kim lực, khởi. Chỉ thấy một đạo kim sắc hào quang lấy Tần Vũ làm trung tâm lan ra bốn phương tám hướng, rồi không ngừng tỏa rộng ra. Phạm vi bao trùm của màn hào quang không ngừng gia tăng, bán kính từ ba thước biến thành năm thước, sáu thước, bảy thước, mười thước một kim sạc bán cầu bán kính chừng 10 thước hiện ra che phủ cả ba người, vũ khí màu xám và bốn đạo thần lôi hình trường kiếm trong nhất thời cũng không phá được. Đại ca Hậu phí, học vũ trận mắt há hốc mồm nhìn cảnh này. Phụ vương đừng lo lắng, tiểu vũ chắc chắn không có việc gì đâu. Tần Phong cầm tay cha mình an ủi, lúc này nắm tay Tần Đức càng thêm nắm chặt, trở nên lạnh lẽo. Tần Đức nhìn đoàn vũ khí màu xám xa xa, căn bản nhìn không thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Tần Đức trong lòng tràn đầy lo lắng, với tiên thức của hắn, căn bản không có khả năng xuyên thấu tâm ma vụ, hắn căn bản không thể thấy bên trong vũ khí màu xám đã xảy ra sự tình gì, không chỉ hắn mà cơ hồ tất cả mọi người đều lo lắng. Bùng! Một tiếng vang từ trong đó chuyển đến. Kim Quang, là Kim Quang, hai mắt Tần Phong đột nhiên sáng ngời hơn là nhân mã tần gia đều nhìn thấy rõ ràng kim sắc quang mang, phẳng phất như lợi kiếm phá màn vũ khí màu xám, vũ khí màu xám nồng nặc đã bị khai mở. Chủ nhân, thực lực chủ nhân làm sao có thể cường hãn như vậy? Phục bá trong lòng nghi hoặc. Không nên. Phục bá không hiểu, những người khác cũng mơ mơ hồ hồ, nhưng giờ phút này tần vũ cảm thấy một trận thống khoái. Hà hà, kim hình linh châu, sau khi đã hoàn toàn luyện hóa kim hình linh châu này thì thực lực quả nhiên cao cường xung quanh thân thể tần vũ bắn ra muôn vạn thần thức linh hồn lực tần vũ điên cuồng công kích tâm ma tâm ma vụ sinh ra đám tâm ma chúng tồn tại gần như linh hồn lực chỉ dựa vào mắt thường căn bản không thể nhìn thấy chỉ có thể dùng linh hồn lực điều tra phòng ngự công kích với thần kiếp của một người tâm ma này chỉ có thể làm chấn động linh hồn cảnh giới của cửu cấp tiên đế với thần kiếp bốn người lực công kích ảnh hưởng của tâm ma tăng lên mấy chục lần chính là linh hồn cảnh giới của tần vũ so với cửu cấp cấp tiên đế bình thường cao gấp mấy chục lần duy từng đạo thần thức sắc bén tàn nhẫn công kích tất cả tâm ma đều bị quét sạch thực lực đại ca thật cường mạnh ngay cả thần lôi cũng vô pháp công kích phòng phòng ngự Hầu phí trận mắt nhìn cảnh này, không tìm được hỏi Hắc Vũ bên cạnh. Hắc Vũ lắc đầu. Ta cũng không biết. Bí mật này ngoại trừ Tần Vũ, đến nay không có người thứ hai biết được. Hơn 10 năm qua ta chỉ để cho Kim Hình Linh Châu thôn phệ một đạo, không, hơn nửa đạo tinh thần không gian trong cưỡng hồ khí tức mà thôi. Cùng hao phí 20 năm công phu mới luyện hóa thành công, có lẽ ta là người duy nhất trong lịch sử các đại kim hình quân hoàn toàn luyện hóa kim hình Linh Châu. Tần Vũ cười thầm trong lòng. Trở lại Tần gia sống 90 năm, trong 90 năm này Tần Vũ chỉ dành thời gian luyện hóa kim hình Linh Châu, cũng là từ kinh nghiệm trong lần luyện hóa luyện hòa thủ hoàn. Cưỡng hồ khí tức này cũng quả nhiên kỳ lạ, kim hình Linh Châu chỉ hấp thu một tia, ta đã thành công luyện hóa kim hình Linh Châu, không biết mỗi khắc hấp thu hài lượng cưỡng hồ khí tức, cảnh giới kế tiếp của nguyên điểm là gì? Trong giờ khắc độ kiếp này, Tần Vũ cũng có lúc nhàn tâm nghĩ tới chuyện khác bất quá lần trước cũng phỏng đoán sai, hoàn toàn luyện hóa kim hình linh châu này, uy lực không dưới tàn tuyết thần thương. Tần Vũ nhìn bốn đạo kiếm hình thần lôi không ngừng oanh kích sự phòng ngự của màn hào quang kim sắc, nhưng không cách nào phá vỡ nổi. Sau khi hoàn toàn dung hợp kim hình linh châu, Tần Vũ sử dụng lực lượng, xem như ở mức độ tối cao của kim lực, năng lượng này chủ yếu từ kim hình linh châu, so với thập bát tinh đề cấp, kim lực tối thiểu tăng thêm gấp trăm lần. Phá cho ta! Tần Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy màn hào quang bảo vệ từ bán kính 10 thước trong nháy mắt quang mang đại trướng, phẳng phất điên cuồng hướng bốn phương tám hướng phóng ra, bán kính kịch liệt gia tăng, từ 10 thước biến thành mấy ngàn thước. Ngay khi lướt qua, vũ khí màu xám tất cả đều tiêu tán, nhật thời bên trong khu vực độ kiếp tâm ma vụ hoàn toàn tiêu tán. Tộc nhân trong tần thị nhất tộc quan sát độ kiếp đều đã thấy rõ ràng bên trong khu vực độ kiếp khi màn hào quang kim sắc kịch liệt biến lớn, diện tích phòng ngự tự nhiên thu nhỏ lại uy lực bốn đạo hắc sắc thần lôi này. Mặc dù đã bị giảm đi không ít, nhưng rốt cục cũng phá được lớp phòng ngự kim sắc hộ cháo, bốn đạo kiếm hình thần lôi bổ tới. Tác dụng lớn nhất của kim hình Linh Châu không phải ở tấn công mà là đề cao mức độ cứng rắn thân thể, gia tăng năng lực chiến đấu cận thân. Tân Vũ mỉm cười, thân hình vừa động. Bồng, 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 liên tục bốn âm thanh vang lên, thanh kiếm thần lôi uy lực đã yếu đi không ít, đối mặt với quyền đầu của Tần Vũ, tất cả đều bị một quyền đập tan. Ngẩng đầu nhìn lên, hai ngàn dặm huyết vân đang tiêu tán, đồng thời mây đen quay cuồng khôn cùng cũng tiêu tán. Rất hiển nhiên, thần kiếp đã qua. Đại ca. Hầu phí, học vũ trên mặt nhất thời hiện ra vẻ hưng phấn. Do tâm ma vụ tiêu tán, vừa vặn thấy cảnh tượng vừa qua, tân đức, Tần Phong và mọi người đều thở vào một hơi, quá trình độ kiếp này đã làm bọn họ chờ đợi lo lắng hồi lâu. Đại ca, thực lực người từ lúc nào tăng lên cao như vậy? Hầu phí hưng phấn do hỏi, Tần Vũ trong lòng hiểu được, thực lực mình đề cao, trên thực tế bởi vì đã hoàn toàn luyện hóa kim hình linh châu, khiến cho độ cứng rắn thân thể đề cao không biết bao nhiêu lần, ngay cả kim lực cũng đề cao gấp trăm lần, phòng trừng so với thần lực còn cường hãn hơn hồng mông linh bảo quả nhiên không hổ là hồng mông linh bảo hiệu quả sau khi hoàn toàn luyện hóa so với lúc trước khi chỉ luyện hóa được một bộ phận quy lực tăng thêm gấp bội tần vũ trong lòng cảm thấy thích kim hình linh châu này kim hình linh châu thuộc loại kim tính linh bảo đề cao mức độ cứng rắn thân thể thực lực tăng lên nhiều như thế tần vũ thích là lẽ đương nhiên nhưng liệu có thể mang kim hình linh châu lên thần giới không điều mang theo sẽ trở thành kẻ thù của bao nhiêu người, đặc biệt là nhân vật thần bí đã mang kim hình linh châu đưa cho tộc nhân của ám tinh giới trước kia. Không thể tham, không thể tham, chính mình còn có vài món hồng mông linh bảo chưa luyện hóa, cần gì phải tham ám tinh giới chấn tộc chi bảo. Tần Vũ đầy nén tham niệm vừa trỗi dậy, nhưng giờ phút này Tần Vũ lại không biết việc hắn gây nên vừa rồi đã khiến cho cao thủ thần giới chú ý trên tinh cầu hoang vu này tràn ngập âm thanh hương phấn tần thị nhất tộc hậu bối đệ tử hương phấn kích động nói chuyện với nhau mà tần đức tần phong phòng ngọc tử bọn người đi tới bên cạnh ba huynh đệ tần vũ phụ vương con thành công rồi tần vũ nhìn tần đức vẻ mặt tươi cười tần đức có chút kích động đồng thời cũng có chút vui mừng tốt tốt vũ nhi chúc mừng con độ kiếp thành công giờ phút này trong lòng tần đức cũng rất phức tạp muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu chúc mừng con độ kiếp thành công mà thôi tần vũ có thể cảm thụ được tâm tình của phụ vương phụ vương chúng ta về trước đã tần vũ đột nhiên có chút thương cảm bởi vì độ thần kiếp thành công sau đó đó là phi thăng thần giới hơn nữa trong lúc độ kiếp thành công tần vũ liền cảm ứng được nửa năm sau sẽ phi thăng thần giới phi thăng thần giới một khi phi thăng bao lâu mới có thể cùng phụ vương đại ca bọn họ gặp lại Tần Vũ nhìn phụ vương, đại ca bên cạnh, trong lòng cảm thấy nao nao. Thần giới bất đồng với Tiên Ma yêu giới, lúc trước ta phi thăng Tiên Ma yêu giới, còn có cơ hội cùng đại ca, phụ vương bọn họ tương tụ, nhưng một khi tới thần giới, với tư chất tu luyện của phụ vương và đại ca, sợ là rất khó lên được thần giới, mà ta từ thần giới trở về cũng khó khăn. Tần Vũ trong lòng khổ não, sắc mặt cũng không được tốt. Chỉ có sau này có cơ hội nghĩ biện pháp trở về Tiên Ma yêu giới gặp lại tần vũ trong lòng thầm nghĩ nếu từ thần giới trở lại tiên ma yêu giới cần thông thạo hai thứ một là nắm được không gian pháp tắc đạt tới thần vương cảnh giới hai là có địa vị thực lực sau đó còn tìm người hỗ trợ nữa phương pháp này tần vũ cũng biết từ ngân hoa mỗ mỗ nhưng tần vũ như trước vẫn không hề rõ ràng tần huynh huyền đế dùng thủ đoạn quá độc ác đối phó chúng ta hiện nay không ít tần gia đệ tử có quan hệ với huyền đế việc này hy vọng tần huynh sớm giải quyết thanh âm băng lãnh vang lên, Tần Vũ quay đầu nhìn lại, người vừa nói là Phong Ngọc Tử. Phong Ngọc Tử sắc mặt rất khó coi, hắn thích thê tử hiện tại liên ngữ, nhưng lúc trước gặp liên ngữ, liên ngữ thực lực cao hơn nhiều so với hắn, địa vị cũng cao, vì sao lại coi trọng hắn là một tên vô danh tiểu nhân vật. Phong Ngọc Tử một mực kỳ quái, chẳng lẽ liên ngữ thật sự trung tình, trong thâm tâm hắn vẫn hoài nghi, chỉ là hắn không dám xác định. Cho tới bây giờ, Phong Ngọc Tử mới có đáp án chắc chắn, thế tử hắn lúc trước bởi vì mệnh lệnh của huyền đế mới cùng hắn trở thành phu thê. Phong Huynh Tân Đức nhìn về phía Phong Ngọc Tử, sau đó thở dài một hơi nói. Tốt lắm. Tân Đức rất khó nói, những người đó cũng coi như là thành viên tần gia, nhiều năm như vậy chắc cũng có cảm tình. Hắn thật sự không muốn làm như vậy, nhưng hắn vì tần gia, phải tâm ngoan thủ lạt. Phụ vương Tần Vũ đột nhiên ngăn cản Tần Đức, đồng thời dùng thần thức truyền âm nói. Phụ vương, hôm nay huyền đế đã chết, những người đó không nhất định phải chết cùng huyền đế, cho nên những người này, hay là để cho con xử trí, những ác nhân này để cho con xử lý, dù sao con cũng sắp phải phi thăng thần giới rồi. Vũ Nhi Tần Đức kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ, Tần Vũ lạnh nhạt cười, thần thức truyền âm nói. Phụ vương, chúng ta sống cùng nhau không lâu, việc này coi như con trước khi phi thăng thần giới làm cho người một việc cuối cùng. Hai mắt tần đức có chút đỏ hồng, một khi phi thăng thần giới, bao giờ mới có ngày tương tụ, ngàn năm, trăm ngàn năm, ước ngàn năm. Sau này con vắng mặt, chỉ có thể để cho đại ca và nhị ca bọn họ tận hiếu đạo. Tần vũ trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, tự thu liễm nước mắt, ánh mắt tần vũ chuyển hướng sang đại ca mình. Đại ca, sau này tần ra tất cả do huynh đảm nhiệm. Tần phong gật đầu. Tiểu Vũ, người yên tâm. Tần Vũ mỉm cười gật đầu, lập tức ánh mắt chuyển hướng nhìn Tần Thị Nhất Tộc đệ tử, ánh mắt băng hàn, để cho tất cả đệ tử Tần Thị Nhất Tộc đều có cảm giác băng hàn thấu cốt. Các người nghe đây, huyền đế đối với Tần Gia ta trong lòng mãi vẫn không thay đổi, muốn đẩy Tần Gia cùng ta vào chỗ chết, những người ở đây có quan hệ với huyền đế vì sự an toàn của Tần Gia, ta phải nhất định kiểm tra. Thanh âm Tần Vũ lạnh khốc, không để lại chút dư địa. Nhật thời có không ít người huyên náo. Thái thượng tam trưởng lão, không nên, ta tin tưởng tuyệt đối thê tử ta không có âm mưu đối với tần gia. Nhật thời có tần thị nhất tộc đệ tử kịch liệt lên tiếng cải chính, ngay cả tần nam nội tôn của tần phong cũng kích động nói. Tam gia gia, người không thể giết thê tử của con, con tin tưởng nàng, không nên. Nếu có thể cùng tần thị nhất tộc đệ tử trở thành phu thê, giám chắc đã được tần thị nhất tộc đệ tử yêu thích. Theo như lời Tần Vũ bây giờ, nhóm Tần thị nhất tộc đệ tử này đều kinh hoàng. Tìm ác nhân quả nhiên là khó. Tần Vũ trong lòng thầm than, nhưng trên mặt Tần Vũ vẫn lạnh lùng như trước, nói: im miệng. Thanh âm cứng rắn vang lên, nhóm Tần thị nhất tộc đệ tử liền cảm thấy linh hồn lạnh ngắt, làm cho mười mấy tên Tần thị nhất tộc đệ tử trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, loại áp bức làm cho những người đó cảm thấy như bên bờ tử vong ta sẽ không giết phu thê của các ngươi, nhưng ta có một bí kí mê hồn, phàm là người có quan hệ với huyền đế phải cảm thụ mê hồn khảo nghiệm. Người nào thông qua khảo nghiệm thì vẫn được tính là một phần tử của tần thị nhất tộc như trước. Tần Vũ thu liễm linh hồn áp bức. Tự nguyện khảo nghiệm. Người tiếp thụ khảo nghiệm bước lên trước. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Tần Nam, yên tâm. Thế tử Tần Nam, một nữ tử rất xinh đẹp an ủi tần nam là người thứ nhất hướng tần vũ đi tới sau đó người thứ hai người thứ ba càng ngày càng nhiều người đi tới ngoại trừ mấy nam tử còn lại đều là nữ tử nhưng ngay tại lúc này ở phía dưới có một nữ tử quyền đầu như điện chớp đánh tới nam tử bên cạnh tuy nhiên ánh mắt tần vũ ở phía trước đột nhiên lạnh lẽo hừ tần vũ cất tiếng hừ lạnh chuyển thân tiến vào trong đám người vung tay nắm lấy cổ tay nữ tử kia chất vấn người định làm gì biết trốn không thoát nên vọng tưởng giết người của tần gia ta nữ tử phi thường mạo mỹ lạnh lùng nhìn tần vũ tần vũ người rất mạnh dưới mắt ngươi ta không thể giết nổi một người tốt muốn giết cứ giết ta đi nữ tử nọ nói xong liền quay đầu bộ giang lạnh khóc nạm nhi ngươi ngươi tại sao vẻ mặt nam tử bị nữ tử kia công kích hiện lên vẻ khó tin cùng bi thống nữ tử nọ nhìn lướt qua bốn phía ha ha tần gia hừ, tần gia các ngươi không tính là gì, nếu không phải có thiên tài nhân vật tần vũ, làm thế nào có thể có ngày hôm nay. Đứa tử nọ lại nhìn về phía trượng phu của mình cười lạnh nói. Tần Lưu Phong, ngươi đừng làm ra vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta thật sự thích ngươi, ha ha, nếu không phải là mệnh lệnh của huyền đế bệ hạ, ta mà coi trọng ngươi à. Huyền đế bệ hạ ra đi, ta ngay cả mệnh lệnh cuối cùng của bệ hạ cũng không thực hiện được, tần vũ, ngươi giết ta đi tần gia đệ tử tần lưu phong vẻ mặt biến ảo vài lần sau đó thất vọng thở dài đúng người xem thường ta ta cũng không xứng để ngươi yêu thích tần lưu phong chuyển hướng nhìn về phía tần vũ thành khẩn nói thái thượng tam trưởng lão vãn bối muốn nhờ người một việc tần vũ nhìn tần thị nhất tộc đệ tử trước mắt này tiên nhân một khi kết làm đạo phu thê cảm tình thường cực kỳ thâm hậu bị người đàn bà mình yêu đà kích như thế từ tâm tình tần lưu phong Tần Vũ cũng có thể tưởng tượng được biểu hiện của Tần Lưu Phong, Tần Vũ gật đầu. Nói đi. Tần Lưu Phong gật đầu nói. Nạm Nhi là thê tử của vãn bối, dù gì cũng là thê tử, nàng cho dù không thích vãn bối, nhưng vãn bối cũng xin thái thượng tam trưởng lão tha cho nàng một mạng. Được. Tần Vũ không chút do dự nói, một khi đã bị coi là địch nhân thì không có gì nguy hiểm, nữ tử Nạm Nhi này thực lực bất quá mới chỉ là thiên tiên mà thôi cho dù đối với tần gia có địch ý nhưng tần gia cũng không cần phải lo sợ. Cảm ơn Thái Thượng Tam trưởng lão. Tần Lưu Phong không người nói. Người! Nữ tử nọ về mặt có chút không thể tin, nhìn Tần Lưu Phong, Tần Lưu Phong thất vọng cười. Người không thích ta, vậy ngươi đi đi, ta cũng không muốn bức bách ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi là ngươi họ trần như trước, mà ta cũng là tần gia đệ tử Tần Lưu Phong như trước. Còn nữa, Trần Nạo Nguyên nhớ kỹ, Tần gia nhờ có Thái thượng Tam trưởng lão mà địa vị tăng lên, Tần thị nhất tộc chúng ta nhờ có Thái thượng Tam trưởng lão mà tự hào, nhưng Tần thị nhất tộc đệ tử chúng ta cũng không lấy đó mà dương dương tự đắc. Tất cả các thúc bá, huynh đệ đồng bối của ta, thậm chí là các vãn bối đệ tử, bọn họ mỗi một người đều nhìn gương Thái thượng Tam trưởng lão mà cố gắng, hôm nay chúng ta trở mạnh, chỉ có thể nhờ Thái thượng Tam trưởng lão mới làm cho Tần gia ngẩng đầu tại tiên ma yêu giới nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó, Tần Gia Ta dựa vào đám Tần thị đệ tử cố gắng phấn đấu, sẽ đứng đầu tiên ma yêu giới. Tần Lưu Phong nhìn thẳng Trần Nạm nói, ánh mắt kiên định vô cùng. Trần Nạm bị thuyết giáo trong lúc nhất thời không phản bác lại được một lời, thậm chí nhiều năm như vậy vẫn không động tâm, giờ phút này cũng có chút chấn động. Trần Nạm cho tới bây giờ không nghĩ tới, trượng phu hiền lành của mình, thậm chí có chút yếu nhược, lại có thể nói ra được những lời như vậy thái thượng tam trưởng lão, thái thượng đại trưởng lão, gia chủ, vãn bối về trước đây. Tần Lưu Phong khiêm thân nói. Tần Vũ mỉm cười nhìn Tần Lưu Phong, 90 năm qua Tần Vũ đối với Tần Thị nhất tộc đệ tử rất quen thuộc, thật không nghĩ tới một người bình thường như Tần Lưu Phong cũng có mặt tốt như thế. Phụ vương, để cho Tần Lưu Phong này thành trọng điểm bồi dưỡng, trong số những tiện thần khí con lưu lại cho hắn một kiện. Tần Vũ dùng thần thức truyền âm với Tần Đức. Tần Đức cũng gật đầu. Tần Vũ trước khi đổ tiếp đã đem hơn 10 kiện thần khí lấy được tại bên ngoài mê thần điện để lại cho Tần Đức, để cho Tần Đức phụ trách phân phối thần khí sau này, ngoài hơn 10 kiện thần khí. Tần Vũ còn lưu lại một kiện hạ phẩm thiên thần khí. Để luyện hóa được một kiện hạ phẩm thiên thần khí yếu, linh hồn phải đạt tới linh hồn kim đan cảnh giới. Việc này cũng là Tần Vũ vì Tần Thị Nhất Tộc Thiên Tài Đệ Tử trong tương lai mà chuẩn bị những người có quan hệ với huyền đế tần vũ dùng mê hồn kiểm tra một phen trong những người này không có đến một người biết được kế hoạch của huyền đế bọn họ cũng chỉ truyền một chút tin tức cho huyền đế mà thôi tranh thức có sát ý với tần gia ngoại trừ người đã được tha nữ tử trần nạm kiểm tra phát hiện thấy một nữ tử khác trần nạm và nữ tử này trên thực tế cũng không biết kế hoạch của huyền đế nhưng huyền đế từng có mệnh lệnh nếu ngày nào đó ta chết đi các ngươi phải giúp ta giết người của tần gia Huyền đế sở dĩ nói cho hai nữ tử này bởi vì hoàn toàn tin tưởng các nàng. Huyền đế coi như lợi hại, cho dù thân tử, nhưng tâm niệm hai nữ tử này vẫn kiên định. Tần Vũ cười nói, Tần Đức, Tần Phong cũng cười gật đầu. Trong lúc kiểm tra, thế tử liên ngữ của Phong Ngọc Tử hoàn toàn không có địch ý đối với Tần Gia, việc này khiến cho Phong Ngọc Tử trong lòng thở vào một hơi. Nửa năm thời gian, Tần Vũ chỉ có nửa năm thời gian cùng thân nhân mình đoàn tụ. Tần Vũ tự nhiên quý trọng khoảng thời gian này, Hắc Vũ cũng cùng thê từ mình bạch linh, nhìn nữ Hắc đồng lặng lặng vượt qua một đoạn năm tháng cuối cùng. Thời gian trôi qua, ba tháng sau, trên ám tinh giới kim hình tinh, thân ảnh Tần Vũ đột ngột xuất hiện tại bên ngoài truyền thừa điện, ngồi xếp bằng bên trong truyền thừa điện, thủ hộ trưởng lão tựa hồ cảm giác được ngẩng đầu nhìn ra. Lưu Tinh bệ hạ là người, thủ hộ trưởng lão kinh ngạc. Tần Vũ gật đầu. Văn Phong huynh cấp tốc đến truyền thừa điện. Tần Vũ dùng thần thức truyền âm cho Văn Phong, Văn Phong nguyên bổn ở bên trong cung điện trên một đỉnh núi khác, khoảng cách này là gần phi thường, chỉ nháy mắt công phu Văn Phong đã tới bên ngoài truyền thừa điện, Văn Phong kinh ngạc nhìn Tần Vũ. "Lưu Tình Bệ Hạ, người đã tu luyện xong rồi." "Không cần gọi ta là Lưu Tình Bệ Hạ, hơn nữa cũng không bao lâu người khác sẽ gọi ngươi là Văn Phong Bệ Hạ." Tần Vũ mỉm cười nói lúc này thủ hộ trưởng lão cũng đi ra khỏi truyền thừa điện thủ hộ trưởng lão xuất ngôn dò hỏi lưu tình bệ hạ người có ý tứ gì ta đã vượt qua thần kiếp không bao lâu sẽ phi thăng thần giới tân vũ mỉm cười nói văn phong thủ hộ trưởng lão đều giữ người lưu tình bệ hạ người tại sao không báo trước cho chúng ta biết thủ hộ trưởng lão hỏi tân vũ lắc đầu nói kỳ thật lúc tranh đoạt vị trí kim hình quân ta đã biết mình sắp phải độ kiếp. Sau khi luyện hóa kim hình linh châu, ta bắt đầu tĩnh tu. Vẫn tĩnh tu đợi thần kiếp phủ xuống, vượt qua thần kiếp liền mang kim hình linh châu này trả lại cho ngươi. Qua mấy ngày nữa ta một mình phi thăng được rồi, không cần mọi người đến tiện ta. Tần vũ phiên thủ đưa ra kim hình linh châu, giải trừ linh hồn liên lạc với mình. Trong lòng cũng có chút không cam tâm, nhưng vẫn đưa cho thủ hộ trưởng lão như trước, kim hình quân chính là người có địa vị cao nhất trong tam đại quân chủ đứng đầu ám tình giới, Tần Vũ có công khai độ kiếp hay không, có thông báo ngày phi thăng trước để cho người đưa tiễn hay không, đều là chuyện riêng, nếu Tần Vũ không muốn, ngoại nhân cũng không dám mạnh mẽ yêu cầu. Lưu Tinh, trong khi ngươi phi thăng hãy để ta tiễn ngươi." Văn phòng nói, Tần Vũ cười lắc đầu nói, "Không cần, có cơ hội chúng ta sẽ tương tụ ở thần giới." khi phi thăng chắc chắn sẽ có một đám người tần gia đưa tiễn nếu văn phong xuất hiện không phải đã tiết lộ thân phận mình hay sao mặc dù tần vũ không sợ tiết lộ thân phận nhưng dù sao cũng có chút phiền toái được chúng ta sẽ tái tụ ở thần giới văn phong trên mặt cũng lộ ra nụ cười chỉ trong chớp mắt tần vũ ba huynh đệ đã trải qua khoảng thời gian cuối cùng tại tiên ma yêu giới ngày hôm nay trên bình nguyên ngụ đức tinh trong xí dương tình hệ có một nhóm người đang tụ tập Điều thân phận của những người này bị ngoại giới biết được thì thật là dọa khiếp người. Yêu giới phi cầm nhất tộc Tông Quật, Long tộc Ngao Vô Danh, Ngao Phương, Tẩu Thú nhất tộc Ngưu Ma Hoàng, Đại viên Hoàng Tôn Viên. Ngoài ra còn có ma giới siêu cấp cao thủ, ma giới bá chủ hiện nay Ngộ Long mang theo hai trường bối Ma La, mà không cũng tới. Tiền giới Viêm Hoàng cùng với quân Lạc Vũ cũng tới. Thủ lĩnh của hơn một nửa thế lực cả tiên ma yêu giới đều tới nơi này, chính là để tiễn ba huynh đệ tần vũ phi thăng phải phi thăng rồi. Tần Vũ ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Mặc cho trong lòng nghĩ gì, chính là giờ phút này Tần Vũ nhìn về phía trước mắt một nhóm người, chính là Phụ Vương Tần Đức, Đại ca Tần Phong, Phong Ngọc Tử Bá Bá. Còn có Hảo huynh đệ quân Lạc Vũ, Ngao Vô Danh, có các trưởng bối đại viên Hoàng, Ngưu Ma Hoàng, Ngao Phương, còn có Ngộ Long Cung Kính Hữu Lễ, còn có các vãn bối Hắc Đồng, Quách Phàm, Tần Nam, Tần Lưu Phong. Phụ Vương, Đại ca, Phong Bá Bá. Lạc Vũ, vô danh. Nhất thời Tần Vũ cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Lần này từ biệt, không biết năm nào mới có thể gặp lại. Phụ thân. Hắc đồng ôm chặt Hắc Vũ không chịu tách rời. Đã đến lúc phi thăng rồi, đồng nhi ngoan nào. Hắc Vũ gắng gượng đẩy Hắc đồng ra, Hắc đồng lệ rơi như mưa đứng cùng mẫu thân Bạch Linh ở bên cạnh, Bạch Linh cũng nhìn chằm chằm Hắc Vũ. Thân thể Tần Vũ, Hắc Vũ, Hầu phí ba người đồng thời không sự chịu khống chế mà từ từ bay lên. Tần Vũ ba huynh đệ đều hướng phía dưới mọi người cố gắng lộ vẻ tươi cười, thân thể ba người liền phát ra minh mông tinh quang, quang mang càng ngày càng thịnh, ba người bay lên càng ngày càng cao. Đợi đến khi quang mang hoàn toàn bao phủ thân thể ba người, Tần Vũ ba huynh đệ nhìn lẫn nhau. Ba người liền trực tiếp biến mất.